Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đến channel tiếp theo của tôi kênh Fantasy Gameplay. Vào này tôi sẽ giới thiệu các bạn, tôi sẽ sử dụng này. Tôi sẽ sử dụng Marek Bosna Isiko. Tôi sử dụng vòng này. Cùng giữ này. I'm burning! You're a bad person! But this is a good Let's chơi ở chiếc thang máy đi xuống dưới địa ngục em. Ở đây tôi sẽ sử dụng zombie đang bò lòng đất mình. Và đây tôi sẽ sử dụng Marek. Đấy, tôi sẽ sử dụng Marek. Rồi, vào đây tôi sẽ kim châm. Oh my god! Right there. Oh! Right there. Right, choose something else. Happy. Ăn nấm độc. Yeah, tất cả những... Weirdly awkward. Why did I put up ăn nấm độc. Happy. It's nothing sacred. Happy. Đi đi, nhiều nấm độc nha. Say nấm này, đấy, bụng nó to dần trung phình. No. Over at you, buddy. Excellent choice. Tôi sẽ sử dụng. I'm considering a plan. Khổng long bảo chúa. Do you like playing games? Đấy, khổng long bảo chúa đấy. Đớp đầu mình. Maleska để reply. Và đây tôi sẽ sử dụng Maleska. Tôi sử dụng Seven. Excuse me. Và tôi sử dụng Aleska. Đấy, còn được chích
put it back. Yeah, just put it back. So it's so don't grab create. No. Nothing is safe. Read the directions. That's it. Come on. I make this soup look good. Well. Care to dance? I'm a little teapot, short and stout. Just call me Indiana, dun dun dun. Boring. I'm gonna check out some of the other apps, all right? The pain. Oh, God. Enough. No, not that. No. This is bad. You're a terrible person! Ugh, it also smells bad. Hey, let's get down to business. Và sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi ở đây. Hãy cho tôi xin một like và nhấn subscribe để cùng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Video tiếp theo, bye bye, see you.